Sau một năm triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, đến nay dự án đã thành hình hài, nhiều người dân bị ảnh hưởng đã an cư. Các công việc đang được tiếp tục đẩy nhanh để về đích trước kế hoạch, trong đó có những hạng mục đặt mục tiêu hoàn thành trước 18 tháng. Với hơn 150m² diện tích được đền bù, gia đình anh Đỏ đang tất bật xây dựng căn nhà mới tại khu tái định cư xã Đại Thịnh, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Chỗ này thì thật sự là cũng là mặt bằng cũng đẹp mà có thể phát triển về tương lai về các gọi con cháu sau này thì tôi cũng gia đình cũng rất mãn nguyện. Ra đây thì nó có cái thuận lợi hơn là nó làm mặt phố. Kia chúng tôi cũng có đường trong đường ngoài nhưng mà nó đường hẹp hơn. Tháng 6 năm 2023, khi khởi công dự án, các quận huyện giải phóng được khoảng 84%, vượt mốc 70% theo yêu cầu của chính phủ. Đến nay, sau một năm, mặt bằng đã giải phóng được gần 98%. Với 2% diện tích mặt bằng còn lại, các địa phương sẽ tập trung giải quyết và tháo gỡ với nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Tin về chủ trương đường lối để làm sao để trên các bác là cái việc làm của ủy ban huyện hoặc là những việc mình đề xuất quyết pháp thì nó trên pháp lý. Nhưng tuy nhiên phải đảm bảo để hài hòa giữa người dân. Có thể nói, đường vành đai 4 đi qua địa phương này đang được thi công thần tốc nhất trong số 7 quận huyện. Với 4 gói thầu xây lắp đường, hiện trên toàn tuyến song hành đang huy động khoảng 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, lái xe và lái máy, 300 ô tô vận chuyển và hàng chục máy đào, máy ủi, lu, chia thành 32 mũi thi công chính, gồm 23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Theo đơn vị thi công, tiến độ hợp phần đường song hành sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, vượt kế hoạch 18 tháng. Huyện ủy Mê Linh đã tạo điều kiện chúng tôi, cùng chúng tôi mở một cái đường mới, đường công vụ mới, cho nên đã tạo điều kiện để cho đơn vị thi công sớm. Theo thiết kế, dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc được bố trí ở dải đất trung tâm, có bề rộng 50m, hai đường song hành chạy hai bên. Hợp phần này sẽ được thực hiện theo hình thức hợp tác đầu tư PPP. Hiện ban quản lý dự án đã hoàn thành hồ sơ khảo sát, tiến hành xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Dự kiến hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành trong tháng 7 để phấn đấu khởi công trong quý 4 năm nay. Chủ trương đường lối chính sách, các cơ chế của đất nước thì sẽ cũng ảnh hưởng đến cái liên danh rất là khó để thực hiện cái liên danh này. Theo gợi ý của một số bộ thì nên là sẽ đấu thầu quốc tế để nhà đầu tư nước ngoài vào để đấu thầu cái dự án BOT này. Kết quả sau một năm vượt nắng thắng mưa mới chỉ là thành công bước đầu, chặng đường phía trước vẫn còn 2 đến 3 năm với nhiều thách thức. Hiện thủ đô Hà Nội với hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên đều nỗ lực quyết tâm với mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027, tạo bước đột phá về đầu tư hạ tầng giao thông, làm tiền đề, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế và liên kết vùng thủ đô, theo tinh thần nghị quyết 56 của Quốc hội.